Em kính chào tất cả các bác anh chị em gần xa nha. Rồi trước mặt hôm nay em lên một cái giỏ nhỏ nhỏ ha, xinh xinh. Rồi con mày hát đi cam á, máy quay. Rồi em mở ra luôn nha. Ai vũ kính. Rồi bây giờ nó nằm ở trước mặt hết đầy đủ nha. Đây một con máy quay Sony là HDR CX 350. Nó hơi bị lóa quá hả? Đó. Con này là Full HD nha. Con này quay Full HD. Đó, em quay qua để các bạn xem. À, độ đẹp của nó đánh giá khách quan thì như thế này, tức là đẹp trên 90%. Rồi. Một con máy, một cái sạc theo máy, sạc zin nha, sạc zin, một cục pin zin của nó theo máy luôn đó. Khi mình sạc cắm vô, cài nó vô, cái này bật ra, pin vào bất cứ ổ cắm nào 220 đều sạc được hết đó. Dòng điện autovol hỗ trợ mình đi du lịch các thứ rất là tiện gọn ha. Đó. Còn số máy thì nó xài dây nó nối vô đây thì đôi khi mình đang quay mà mình muốn sạc không được, còn nó làm sạc rời này nó tiện cho mình. Các bác nào lấy về thích mình mua thêm pin mình xài rời thì mình vẫn có một cái cục sạc vua. Một cục này á, mà mình sạc đầy á, theo như em bật lên thì chế độ trong màn hình nó báo lên là 110 phút, tức là nó gần được 2 tiếng, tức là mình quay nó báo mình quay là gần được 2 tiếng nha. Rồi máy quay, cục sạc, cục pin, cáp HDMI. Cáp này là cáp để mình chiếu lên màn hình lớn, mình chiếu trực tiếp, mình quay xong mình có thể mình mở cái file này lại mình coi lại trên màn hình trực tiếp. HDMI cáp theo của máy nó về. Một cái thẻ nhớ SanDisk 32GB, thẻ xịn nha. Cái thẻ này không mua ở ngoài là 200 mấy rồi, khoảng 250 thẻ này, thẻ xịn là mua mất tiền. Rồi một bộ dây của nó nữa, dây này là để mình kết nối vào những cái tivi mà nó có 3 chân á, trắng đỏ vàng, thì mình sẽ cắm một cái đầu của nó vào trong máy quay. Trắng đỏ vàng mình cắm vào tivi, mình sẽ xem trực tiếp trên tivi luôn. Mình xem lại cái file của nó, mình mượn tivi để mình xem. Còn cáp này là cáp kết nối máy tính, để mình lấy dữ liệu trong cái máy này chép trực tiếp từ cái máy quay vào trong cái PC. Trường hợp là mình không rút thẻ nha, cái thẻ này trong máy mình cứ để yên đó. Mình mở máy lên, mình mở PC lên, mình kết nối dây thì mình không cần rút thẻ. Còn nếu mà máy tính laptop mình có chỗ đọc thẻ thì mình rút thẻ ra mình chép dữ liệu qua máy tính, mình làm dựng phim lại hay là edit phim gì đó tùy ý mình ha. Ý tức là mình lấy file ra khỏi máy thì nó sẽ có hai cách: cách lấy bằng cáp hoặc là cách là mình rút thẳng thẻ ra. Rồi thì trong cái bộ máy này nó có những gì? Cái giỏ là 1, thân máy là 2, củ sạc là 3, pin là 4, cáp HDMI là 5, cáp chép dữ liệu là 6, cáp TV là 7, thẻ là 8. Rồi vậy là 8 món ha. Trong cái bộ này có 8 món, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi 8 món. Đây đầu cái video này em nói luôn để cho cái giá nó dễ thương. Các bác có cứ việc tìm hiểu cái máy này ha, cái giá ở ngoài họ bán bao nhiêu tùy, nhưng mà cái máy này đẹp nha. Máy này còn đẹp trên 90%. Ở đây em báo giá đầu video luôn cho nó dễ, cho anh em nào muốn có cái này mình vọc vạch, mình chơi cái này nó sẽ hay hơn cái điện thoại. Cái điện thoại mình quay á, thì mình sẽ không có zoom xa được, còn những con này nó zoom xa vẫn nét nha. Mình zoom xa, thí dụ nhất là những anh em mà làm nhạc á, anh em làm nhạc, làm show kiện, sự kiện ngày nào mình dựng cái góc quay, mình để đó mình quay thì nó sẽ lấy hình ảnh về cho mình rất là đẹp ha. Mình có thể mình zoom xa lại được, nó zoom xa 20-30 mét lại rất là nét, chứ không giống như điện thoại mình không zoom được. Còn cái này tele này nó zoom rất là lê. Phê ha. Thì con này thì nó xài gen Lenger của Sony ha. Rồi bây giờ em nói sơ qua để đầu video em nói luôn cái vấn đề giá cả để cho nó nhanh gọn lẹ. Con này nguyên một cái bộ này 8 món này là 1.700k, tức là 1.700.000 nha. Em sẽ để giá công khai để cho dễ gần anh em. Rồi cái này giờ thẻ gắn ở đâu? Thùng nít nè, có cái này, cái nắp nè, mình gặt lên. Đó, mình gặt lên, em thấy đó cái nắp giờ ha,
Rồi cái thẻ mình úp xuống nha, cho cái chiều theo của nó úp. Cái nhìn theo video của em làm theo ha. Rồi bỏ vô thẻ vô, ghim thẻ vô, rồi nó gửi tắt, đây nắm lại là xong phần thẻ. Rồi pin, pin thì mình nhìn cái cực nè, cái cực vàng vàng tức là cái cực mạch của nó, thì mình phải đưa lên cái điểm mạch này và mình ấy nó vô. Thế rồi, rồi khi mà nó vô như vậy rồi á, đúng đúng cái ngàm khớp của nó rồi á, thì mình nhấn xuống rồi cái tắt xong, là cách thứ nhất. Cách thứ hai tức là khi mà mình gài vô, mình có thể mình nhấn cái chốt này xuống, nhấn chốt ha, mình nhấn cái chốt xuống, mình bỏ vô để cho nó nhẹ cũng được. Rồi nó kêu tắt, mình buông cái chốt ra. Còn trường hợp mình lấy pin ra thì sao? Một số máy á, của hãng Sony á, một số máy thì cái chốt này nè, cái chốt an toàn này mình sẽ gạt về, mình gạt về, mình kéo tay về thì mình mới rút cục pin ra được. Một số máy thì nó lại làm cái chốt này không gạt về mà là nhấn xuống nha, nhấn xuống. Rồi bây giờ nè, sợ camera nó không thấy, các bác thấy cái chốt không? Chốt này mình nhấn xuống ha, rồi nhấn xuống nè, giữ, nhấn giữ yên. Rồi cục pin này mình bậy nó ra ngoài thôi, chứ không kéo nha, không kéo xuống mà bậy ra ngoài, nè bậy nè. Thấy không? Đó, mình bậy ra, là nó ra thôi. Nó có mấy cái ngàm, nó có mấy cái ngàm. Rồi mình nhấn vô lại, rồi nhấn vô lại. Đó, nhấn vô nó kêu rồi xong, rồi nó bám, chắc. Đơn giản không? Rồi, bây giờ mình mở ra nè, mình mở ra. Khi mình mở thì cái len tự động nó mở luôn. Đó, bây giờ các bác thấy không? Cái len nó mở luôn. Rồi, bây giờ em gấp vô, nó sẽ tắt. Đó, nó sẽ tự động, nó tắt tự động luôn. Rồi, bây giờ mở lại bên này cho các bác xem ha. Mình mở ra. Rồi, nó mở lên rồi đó. Khi mà nó mở lên thì mình sẽ thấy được cái màn hình nó sáng lên. Ở trong này nó vẫn có cái nút tắt ha. À, trong quá trình này mình thích tắt cái trong này cũng được nha. À, nút power nè. Nhấn nút power này nó sẽ tự động tắt thôi. Nhấn một cái tự động tắt. Đó, nó tắt đen màn hình. Rồi, lên nó đóng rồi rồi. Thì đó bác hiểu ha. Rồi bật. Bật màn power nè. Nhấn cái. Rồi, nó kêu. Tức là nó sẽ mở màn hình ra. Nó mở lên á, nó mở lên ra thì mình sẽ thấy được ha. À, ở đây em nói luôn nè, cái máy này á thì nó có một cái lỗi nhỏ ha. Đó, nó có một cái lỗi nhỏ. Một cái lỗi nhỏ tức là đây, ở trên màn hình nè. À, nó có cái số chớp chớp ở chỗ cái góc này. 62/10. Nó báo của bên cái chống rung ha. Đó, do cái chống rung về điện tử á, thì nếu mà mình không đặt nặng cái vấn đề chống rung thì không thành vấn đề ha. Quay các thứ này nó vẫn mượt mà. Chẳng qua cái chống rung điện tử là gì? Để nó hạn chế trong vấn đề ta di chuyển. Ta di chuyển nhiều thì nó hạn chế tối đa cho mình. Nhưng mà ở đây thì mình chống rung quang học thì nó cũng tương đối được ha. Mình quét nè. Các bác thấy. Các bác nhìn cái màn hình không? Thì nó vẫn không sao. Một lát em kết nối vô cái màn hình lớn thì các bác thấy. Thì cái này không thành vấn đề ha. Đó. Vẫn quay bình thường. Nó là như vậy. Đây. Ở trên này là nút zoom ra zoom vào ha. Còn này nút chụp hình. Ở đây nó có cái... để mình gắn đèn hay là micro rời ngoài ha, như là flash á, cái này mình phải mua thêm phụ kiện ngoài, mình không xài thì mình không cần thiết. Rồi ở bên này nó có AV nè, đó cổng AV, đó cổng AV, rồi cổng này cổng cũng sạc thì phải, sạc nhưng mà sạc này là sạc có dây ha, nó làm sẵn luôn, hãng làm sẵn luôn, thì cổng AV, đó, thì cái cổng AV á, cổng AV thì nó sẽ xài cái jack này nè. Đó, nó xài cái jack này. Bởi vì nãy em nói đó, cái jack này là để mình chiếu vào trong tivi á. Đó, mình ra ghim nó vào đây. Mình ghim cái cọng này vào đây. Rồi, mình ghim cái cọng của nó vào đây rồi. Thì cái dây này mình sẽ vàng trắng đỏ nè. Mình sẽ ghim lên trên cái tivi của mình ha. Mình mở file gì đó, mình mở cái quay ra thì nó chiếu trực tiếp trên tivi luôn ha. Cái vàng này là hình ảnh nè. Cái vàng này là nó cấp hình ảnh vào. Còn trắng đỏ này là âm thanh ha. Rồi, vậy là bác hiểu dây này rồi ha. Rồi, xong. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mở máy kết nối vô màn hình lớn để cho biết hai cái cọng dây này như thế nào ha. Cho các đi máy vô. Đó. Khi mà mình mở là nó mở lên nè. Đó, nó mở lên nè ha. Giờ thì cái cáp HDMI thì nó nằm trong này ha. Nằm đây. Mình mở cái nắp này ra. Đây, cái cáp ha. Cái cáp HDMI là mình sẽ cắm ở cổng này ha. Đó. Rồi bây giờ mở cái tivi lên nè. Mở cái màn hình lên. Rồi cái này mình lấy ra. Thì cái cáp của nó đó, cái cáp HDMI này thì nó sẽ có một cái chân lớn ha. Một cái chân lớn này là sẽ vào trong những màn hình lớn ở nhà của các bác. TV có cổng HDMI thì cứ ghim vào ha. Hoặc là màn hình laptop mà có cổng HDMI thì mình sẽ ghim cái cổng cáp lớn vào. Còn cái đầu cáp nhỏ này thì mình sẽ ghim ở trên cái máy quay của mình ha. Giờ cái này mình sẽ ghim TV này.
các bác nhớ là cái đầu này nó sẽ có một cái cạnh lớn và cạnh nhỏ, thì mình sẽ nhìn cái tương ứng của cái cạnh lớn cạnh nhỏ ở trong cái máy quay của mình ha. À, mình sẽ nhìn tương ứng cái đầu máy quay. Thì trong khi quá trình mình nhấn á thì mình phải chờ cho nó vài giây để cho nó nhận diện á. Trong cái quá trình mình nhấn á, đôi khi cái rắc ở đằng sau lâu ngày mình không sử dụng thì nó sẽ không ăn, thì các bác thì khó quét cái bụi đi ha. Thường tivi nó hay để tivi màn hình đó, thì cấm rắc nó không ăn. Nếu mình xài thường xuyên thì không sao, mà lâu lâu mình xài một lần thì nó hay có một cái vấn đề như vậy đó. Thì khi mà mình cấm nó qua rồi đó, thì đây là cái đường truyền của nó truyền đây đó, hôm qua nè thì chơi các bác thấy không, nó truyền đó. Thì mình sẽ xem những video gì đó ở trên này trực tiếp, mình sẽ xem được qua bên cái này. Rồi đây, bây giờ ví dụ như bây giờ ở góc xa khoảng 30 mét đi ha, mấy 30 mét ở bên kia ha. Rồi em quay, em dọn cái lá cây ha, bác sẽ xem trên cái màn hình tivi này nha. Rồi đây là nó sẽ truyền trực tiếp qua bên đó rồi đúng không, nó truyền qua cái màn hình rồi. Ở đây mình dọn nè, mình sẽ dọn lên đó, mình dọn lên lá cây, mình chỉnh nó. Mình sẽ dâm từ từ lên là mình sẽ thấy được, mình sẽ thấy được cái con sâu gì ở trên lá cây được luôn đó. Các bác thấy không, tức là khi mà mình dâm xa lên là cái lá cây từ bên này qua bên kia khoảng 2 mấy mét ha, khoảng 2 mấy mét. Nhưng mà mình sẽ dâm như thế này, nếu mà vô tình con sâu nào nó đang bò cái lá này thì mình sẽ thấy được. Còn nếu mình sử dụng điện thoại mình quay á, mình quay mình làm nhạc mình quay, thì mình sẽ không có quay được cái góc quay như thế này, mình không quay chi tiết được. Bởi vậy các ông bà ca sĩ nọ đôi khi ca người ta dòm lại người thấy rõ luôn cái mụn, các thứ mụn này nọ trên mặt luôn, nó làm như vậy. Rồi với lại một cái máy quay này nó có một cái hay nữa, tức là nó sẽ có cái chế độ, một cái chế độ thông thường nhiều người hay dùng, tức là zoom mic ha. Zoom mic tức là cái micro của cái máy quay này. À, em lấy ví dụ đi, khoảng 20 mét, 20 mấy mét, có hai ông bà kia đứng nói chuyện, nhưng mà người ta nói vừa đủ chỗ người ta nghe thôi. Mình tuốt ở bên này cách xa khoảng 20 mấy mét, mình không nghe được, mình không nghe được người ta nói gì. Thì vô tình mình đang quay cái này, mình canh gần cái chỗ ông bà đó, mình zoom lại. Mình zoom tức là cái tele nó sẽ kéo, nó kéo cái khung ảnh ở cái vị trí của hai ông bà đang nói chuyện đó. Nó rút về đây, nó rút về máy. Thì cái máy này nó sẽ, cái mic nó sẽ có cái tốc độ, tức là nó sẽ tăng cái tốc độ lên bội phần ha. Để nó thu cái không, nó thu cái, nó tập trung cái hướng mà mình đang zoom á, để nó hút hết tất cả những âm thanh ở khu vực đó về cái máy quay này. Thì khi về nhà mình sẽ mở ra, cái tai thường ở ngoài của mình không nghe được ông bà nó nói gì, chỗ này nghe kỹ nha, nhưng mà khi mình mở cái file đó lên, mình mở cái file này lên, mình sẽ nghe được cái ông bà đó đang đứng nói gì. Thành ra vô tình cái máy quay này nó giống như là mình nói gì nó hơi quá đáng, nó kiểu như giống như là nghe lén vậy đó. Người ta đứng xa mình ở ngoài đời 20 mét, 30 mét, người ta nói vừa đủ cho người ta nghe thôi. Mình đứng đây thì mình không nghe, nhưng mà cái máy này nó nghe. Cái máy này mình zoom lại, mình dùng cái chế độ zoom mic, tức là cái mic đó mình zoom cái mic lại, nó thu xa như vậy đó, tức là nó sẽ hút cái tiếng nói cách xa mình 20 mấy mét đó, mình không nghe ông bà kia nói gì, hai người nói tưởng mình không nghe, nhưng mà họ nói vừa đủ nghe. Nhưng mà cái máy này nó nghe, nó sẽ làm việc, nó rút gần lại. Mình về nhà mình mở file nó lên trên TV, máy tính laptop mình sẽ nghe rõ được ông bà đó đang nói gì luôn. Và các bác nào xài những cái máy quay chuyên nghiệp đó, thì những cái máy quay chất lượng cao thì nó sẽ có chế độ đó, thì cái con này nó cũng có chế độ đó đó. Thì những cái người mà biết xài rồi á thì nói ra cái hiểu liền đó. Còn đôi khi anh chị em mà chưa xài lần nào thì đôi khi hơi ngỡ ngàng, nhưng mà từ từ mình sẽ gặp, mình sẽ biết nó đơn giản là như vậy không. À, hồi nãy giờ em quên cái chế độ này, để mình bấm mình quay một đoạn không, để nhả ra nè đó. Bây giờ bấm quay nè. Rồi khi mình bấm quay thì nó sẽ có cái chữ red, nó có cái chữ red. Cái màn hình này thì nó không hiện đâu, cái màn hình này nó chỉ đưa hình ảnh thôi, còn cái red thì nó hiện trên cái màn hình gốc thôi. Đó, nó hiện trên màn hình gốc ở đây. Chứ còn trên cái màn hình mình chuyển qua cái tivi thì nó sẽ không hiện cái chữ red, nó chỉ hiện cái hình mà mình được quay thôi. Trong quá trình mình quay đó thì nó quay bên đó, còn cái chữ red ở bên này, và nó hiện cái số giờ giây cái thứ nọ bên này luôn. Hay bây giờ rồi em zoom lên ha, zoom cái cây lại ha. Đó, zoom lên vậy. Đó, các bác nhìn ở bên này ha, có thấy là nó rõ luôn.
đó. Đó, anh em mà ví dụ như anh em về mà mở bằng tivi á thì mình sẽ xem, thì mình sẽ thấy được cái những cái cây lá cái thứ này nọ, dù vô tình con sâu gì nó bò trên này mình vẫn thấy được ha. Rồi bây giờ nè, em đang quay ăn, bây giờ em quay rồi em tắt nè, em không quay nữa, để nhả cô này đi đó, nhả nó về bình thường đi ha, rồi nhả lon. Rồi bây giờ bấm ngưng, rồi giờ là em bấm ngưng này. Là bây giờ em chiếu nha, chiếu tức là mình sẽ chiếu lại chứ mình không quay nữa, rồi mình chiếu lại để mình xem trên cái màn hình lớn này. Rồi ở trên cái máy này nó có cái nút tam giác ở cái góc này đó, thì bây giờ mình sẽ không quay, mình sẽ bấm vào đây, rồi nó sẽ chuyển qua đó, nó chuyển qua cái này, nó chuyển qua cái màn hình. Rồi mình sẽ chọn vô cái file mà mình vừa mới quay đó, chọn vô cái file vừa mới quay đó, mình bấm vô, rồi nó sẽ chiếu qua đây đó, nó chiếu qua đó. Bây giờ mình không đụng gì nữa hết thì nó đang chiếu luôn đó, em không đụng tức là nó đang diễn lại. Thay vì mình coi trên màn hình nhỏ thì bây giờ mình truyền bằng cái HDMI này qua đây. Em nói cho này các bác hiểu kịp không ạ? Thay vì mình coi màn hình nhỏ thì cái tính năng của cái HDMI này là nó truyền cái dữ liệu qua đây. Nó truyền cái dữ liệu qua đây để nó chiếu bên này. Thì mình sẽ xem TV lớn. Ở các bác ở nhà, ví dụ các bác TV ở nhà các bác 70 inch, 100 inch mà có cổng HDMI thì các bác cắm vô thì nó sẽ to như thế này. Nó to đùng luôn. Đó. Thì cái cáp HDMI này nó cho phép mình để đưa dữ liệu lên đến 4K. Đó, thì nó đang chiếu lại. Cái quá trình này nó chiếu lại ha. Đó giờ là em nói với chỗ HDMI là các bác hiểu đúng không? Và cái cách của nó là sắp chơi vậy ha. Rồi đây là một cách ha. Nó đang nói lại, nó ở trong này nó có loa ha. Ở trong này nó có cái loa, nhưng mà cái loa này nó nói rất là nhỏ ha. Đó, nó chiếu hết rồi, nó hết cái giờ chiếu thì nó sẽ tua ra. À, trong cái file này á thì cái nào mà chụp hình á, các bác mà chụp hình á thì nó sẽ lưu bên cái có cái máy ảnh đó, mình sẽ chuyển, mình bấm qua đó, mình bấm qua cái ảnh nó có cái hình vàng đó, mình chụp cái gì đó thì nó sẽ báo ở đây cho mình biết, còn không mình trở lại đây. Cái này là cái hình thẻ và cái máy ảnh, bên này là video đó. Vậy là các bác hiểu đúng không? Mình chuyển qua chuyển lại để mình xem những cái gì mà mình cần xem. Mình muốn chụp ảnh thì mình xem bên này, còn mà mình muốn quay video thì mình sẽ xem bên kia ha. Là em đang nói ở trên cái máy này nha, tại vì nó truyền cái hình ảnh qua đây lớn cho dễ thấy, cái ánh đèn nó hơi lóa, thành ra là nó hơi bị lóa nè, nó hơi lóa, nó hơi trắng trắng luôn, để em chỉnh cái cam bên này lại nó không được, nó cái ánh đèn ở trên này nó chiếu xuống nó tương phản, nó bị lóa. Và các bác công cảm cho này đi ha, cái còn ngoài rất là rõ. Rồi như vậy là các bác hiểu được cái tính năng này rồi ha. Rồi bây giờ thoát ra. Rồi cái tính năng của cái con này nó còn có một cái nữa, thì cái này á các bác hãy thích thì các bác hãy mua thêm ở ngoài nha. Phải mua thêm ở ngoài. Rồi ở đây em nói như thế này, ví dụ như bây giờ các bác muốn livestream hay là gọi video bằng Zalo, nói chung là muốn kết nối cái máy quay này vào trong một cái mạng ứng dụng của xã hội, Facebook, TikTok, Zalo hay bất kể một cái mạng nào, mình muốn quay bằng cái cam này chứ không quay bằng cam điện thoại, không quay bằng cái cam trên laptop, tại cam này nó nét hơn và cái âm thanh này nó cũng ghê gớm hơn nữa, nó hay hơn, thì mình phải đi bằng cái đường HDMI này. Video này em cũng hướng dẫn chỉ chỗ này luôn. Rồi thì trong cái bộ này có 8 món thôi, nó sẽ không có cái món này. Anh em nào mà muốn chơi cái món này thì phải mua riêng nha. Vào thế giới di động, một là vào thế giới di động hoặc là điện máy xanh, những cái nơi hoặc là cửa hàng bán phụ kiện linh kiện điện thoại thì tìm cho em cái hộp này, hộp cáp tiêu này không? Đó có chữ nè, cáp tiêu không? Cái này em sử dụng 4 năm nay rồi, 4 năm hay 5 năm gì, lâu rồi, mua lâu lắm rồi. Cái thời điểm mà mua cái này không á, cái thời điểm này em mua là nó khoảng trên dưới 400 gì đó, 400 đổ lại không nhớ lắm, nó khoảng đó. Thì bây giờ không biết giá nó bao nhiêu, hồi trước em mua là khoảng giá đó ha. Thì các bác cần thì các bác tự đi tìm ha, vào thế giới di động mình mua, đó có chữ nè, cáp tiêu ha. Là đúng hàng hãng nha, hàng xịn nha. Tại vì cái này là nó truyền dữ liệu lên đến 8K, 4K, 8K luôn á. Đó. 4K. Cái này truyền dữ liệu lên đây là cái giấy hướng dẫn sử dụng đó. Tức là nó sẽ cho mình đi đường truyền video qua cái này để mình quay lên 4K được ha. 4K chất lượng hình ảnh rất là cao ha. Giống như tụi đài truyền hình nó hay xài đó. Rồi, ở đây em mở ra. Đây cái cáp tiêu ha. Và thấy đơn giản không? Nhưng mà nó là một vũ khí lợi hại đó. Đây nó có một cái nắp nhựa nữa, nó bảo vệ cái chân của nó.
đó, nó bảo vệ chân đó, trong này chân đó. Rồi thì ở đây em giải thích như thế này, ở bên này là chân gì, bên này là chân HDMI ha. Đó, cổng này đây, cái cổng này với cái cổng HDMI này sẽ ghim vào nhau nha. Đó, vậy là hiểu nha. Đây, cái cổng này thay vì nãy là cắm bên TV đúng không, cái cắm bên màn hình đúng không, bây giờ không cắm, rút ra, bên máy quay vẫn để yên nè. Cái này sẽ cắm vào cái cáp tia này. Rồi, cắm vào cáp tia đúng không. Rồi, cắm vào cái cáp tia này rồi thì cái đầu còn lại này là đầu USB, thì cái đầu USB này sẽ ghim trên cái PC của mình nè. Máy tính bàn cũng được, laptop cũng được, ở đây em lấy cái laptop em làm để cho nó dễ, để các bác lưu động dễ thấy, để dễ hiểu. Rồi cái cáp tia này tiếp theo mình làm gì, mình chỉ việc bật cái máy tính mình lên thôi. Rồi, rồi thì bây giờ em lấy ví dụ, em lấy Zalo, Facebook gì đi cũng được ha. Đây em lấy Facebook luôn đi, hôm nay chỉ cho nha. Đây cái Facebook này của em. Rồi thì bây giờ để cho cái camera nó gần lại nha, cái này cắm lại rồi vào trong cái PC này. Khi mình nhắm vào PC, bây giờ mình kiểm tra trên cái Facebook của mình. Em cho cam nó gần lại nha, để các bác thấy ha. Rồi, bây giờ cái này nó đã kết nối vào rồi. Đây, để gần lại cho các bác thấy ha. Giờ mình mở Facebook này lên, đúng chưa? Rồi, để cái máy này ra. Đây, cái dòng có cái chữ nè, video trực tiếp, tức là mình live stream. Em lấy ví dụ là live stream luôn nha. Rồi, mình nhấp vô cái video trực tiếp nè, rồi nó sẽ hiện lên đây. Rồi, nó sẽ hiện lên. Thì bây giờ cái bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì? Đây, vào cái mục phát trực tiếp nè, mình bấm vào cái mục phát trực tiếp, mình chờ để nó quét. Cái quá trình này là thằng Facebook nó quét ha. Rồi nó quét, khi mà mình kết nối này á là nó đang quét bằng cái cam. Khi mình cắm vào thì nó sẽ quét bằng cái cam của cái laptop. Đó, cái cam này là cam trực diện em đang đứng đây thì nó sẽ quét, còn cái máy quay bên này nó chưa có quét. Thì mình sẽ kéo xuống, mình vào cái mục camera nè, có cái máy ảnh nè, mình bấm vào đây cho nó sổ xuống. Rồi nó sổ xuống, mình tìm cái chỗ nào có cái chữ USB ha. USB tức là nó sẽ hiểu cái cáp tia á, tức là mình truyền cái cam cáp tia vào đây. Mình xuống cái dòng dưới này mình nhấp chuột vô cho em. Rồi, tiếp theo mình hỏi mình dùng cái mic nào, mình dùng bằng mic laptop, laptop này hay là cái mic của máy quay, thì mình phải chọn mic của máy quay luôn nha. Rồi mình vào cái chỗ mic micro nè, mình đưa chuột vô, mình nhấp xuống. Mình cũng phải tìm cái chỗ nào, đây micro đây nó có chữ USB sẵn rồi nè, đây có chữ USB sẵn. Nếu mà nó nhớ sẵn rồi thì khỏe, còn chưa nhớ thì bác cứ tìm cái chỗ nào có chữ USB ha, để nhấp vô để nó thu bằng cái tiếng của bên cái máy quay ha. Rồi ở đây á, bây giờ các bác thấy chưa, khi mà em chuyển cái cam tức là nó đã qua bên này rồi nè, đó nó qua bên này đúng không, nó qua cái cam của cái bên cái máy quay bên này chứ không phải là cái cam của cái laptop này nữa, đúng chưa. Nè bây giờ nè, thí dụ mình live stream là mình sẽ, đây em live thí dụ như em có thể zoom được ở trên cái lá cây xa đến mấy chục mét thôi, hàng mấy mét đó. Bây giờ em zoom lên nè, đó các bác thấy rồi, các bác hiểu luôn. Để em chỉnh lên, bẻ cái cần này lên một xíu nữa. Rồi, rồi zoom lên đó, các bác thấy không, bẻ qua đó, thì là các bác thấy nó dòm xa đúng không. Vậy là các bác thấy khi mình live stream bằng cái máy quay là như vậy đó. Rồi thì đây là em chỉ diễn giải để cho biết cái công thức thôi. Rồi các cái bước mà mình làm, thì bây giờ cái bước tiếp theo là gì, cái này là mình chỉnh góc quay các thứ này bên cái cam cho mình theo cái ý muốn ở trên màn hình. Đây là chưa quay nha, đây nó hiện cho mình xem trước thôi, chưa có quay nha. Rồi các bác ở đây em thử, thí dụ em muốn thử cái này, cái chỗ này không khai em sẽ chuyển là một mình tôi nha, để không đụng chạm đến ai hết. Rồi mình bấm qua nó sẽ hiện cái cửa sổ này, mình sẽ chọn cái mục mình tôi. Còn các bác mà khi like thật rồi á thì mình nên để công khai ha, mình để công khai để mọi người cùng xem. Thí dụ như mình bán hàng online hay cái gì đó thì mình sẽ để công khai thì tất cả ai vô cũng xem được. Còn ở đây em test máy thì em chỉ chỉ là em phải chuyển xuống cái mục mình tôi, lỡ có quay hay gì đó thì chỉ có một mình em xem thôi chứ không ai xem hết. Rồi em chuyển xuống, em lưu lại. Rồi tức là nó sẽ nhớ, nó nhớ cái mục này là lưu có một mình em xem thôi. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo ha,
Rồi cái bước tiếp theo mình phải làm hai cái bước này nữa nè. Khi nào mà nó hiện lên cái chỗ này nè, nó hiện lên cái mực xanh quay trực tiếp thì lúc đó mình mới quay được ha. Rồi bây giờ nó hiện là nó yêu cầu mình là thêm tiêu đề và mục tiếp theo. Rồi tức là tiêu đề và mọi thứ dẫn giải á. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái mục tiêu đề nó nằm ở đâu. Đây, cái tiêu đề mình nói gì trên video này đó, mình bấm vào đây. Đây em làm lại nha, nè ở bên này đúng không, nè mình kéo lên, mình phải thêm cái chi tiết bài viết nè vào cái mục trực tiếp, mình nhấp chuột nó một cái, mình nhấp chuột rồi nó sẽ hiện lên, mình sẽ ghi tiêu đề. Các bác cái tiêu đề này nói về cái gì tùy ha, các bác làm cái gì đó thì các bác tự ghi tiêu đề ha. Ở đây em làm, em ghi tiêu đề ABC đi. Rồi A, B, C, rồi đại khái ABC. Rồi mình mô tả, mình mô tả cho cái việc mình làm ABC là cái gì đó, thí dụ vậy. Rồi em ghi thí dụ như thử máy đi ha. Rồi thử máy, tức là nó yêu cầu mình cái bước này, hai cái bước này là hai bước bắt buộc ha, mình không làm nó sẽ không cho mình quay bằng hệ thống cam ở ngoài ha, mình phải khai báo đầy đủ ha. Tiêu đề là gì mình ghi vô, rồi mình sẽ mô tả cái mục này, mình mô tả vài chữ thôi, vài gì đó. Ví dụ như à tôi bán hàng, mục tiêu đề này là tôi bán hàng, rồi tôi bán gì, tôi bán tôi thử cái máy này, rồi xong. Lấy ví dụ nha, đây là em làm ví dụ thôi. Sau cái đó mình sẽ lưu lại nè. Rồi. Khi mà các bác setup nó lưu lại thì các bác thấy ở đây là nó hiện xanh lên nè, thấy chưa? Nó hiện xanh lên, bây giờ mình sẽ live trực tiếp được nè. Đó. Rồi bây giờ mình xuống mình xem lại cái cam. Bây giờ mình live trực tiếp á thì mình live lúc này á thì em live được. Vì em để chế độ là một mình tôi thì em like chỉ có một mình em xem thôi, có gì. Đây là test máy. Rồi em vô em test lại. Lát em xem lại. Rồi em bấm vô nè. Giờ em bấm trực tiếp, like trực tiếp nè. Thế thôi. Rồi ở đây nó báo là 123, 321. Rồi bây giờ nó đang like rồi đó. Đó nó có hiện cái chữ trực tiếp nè. Thấy chưa? Nó hiện cái chữ đỏ đỏ trực tiếp. Tức là nó đang like trực tiếp. Rồi. Thì các bác hiểu được cái vấn đề mà khi mình live stream. Đó khi mình like rồi thì bây giờ mình sẽ zoom được nè. Mình muốn zoom gì thoải mái mình zoom. Thì bên kia họ sẽ nhìn thấy được cái gì diễn giải bên mình ở đây, mình quay gì nó rất là sắc nét bên này ha. Đó, mình quay là mình zoom lên. Rồi, zoom lên thấy chưa? Các bác thấy khi mình zoom xa mấy chục mét á. Mình zoom xa mấy chục mét thì nó vẫn rõ nét như thế này. Đó. Mình có thể mình thấy được rõ luôn cả con sâu con gì đó nó bò trên đó. Ví dụ vậy. Vậy là các bác hiểu cái công thức rồi đúng không? Đó, thì khi mình dâm xa nó là xa như vậy đó, thì ở bên kia họ sẽ nghe, họ sẽ xem được như thế này. Rồi mình tua ra, rồi mình tua vậy, rồi xong. Bây giờ mình kết thúc video đúng chưa? Thì trong cái quá trình này mình quay á, mình quá trình này mình quay mình đang livestream thì nó thu bằng cái mic này hả, nó thu bằng cái mic ở bên cái máy quay nha, chứ nó không thu bằng cái mic ở cái laptop nữa. Đó, laptop máy tính mình nó sẽ không thu, mình cam này nó cũng tắt tại vì mình đang chọn cái chế độ của cái máy quay. Rồi giờ mình kết thúc nè, mình vào cái chữ kết thúc. Thí dụ như mình live xong rồi mình kết thúc đi, rồi xong. Ở đây nó hỏi nè, kết thúc video trực tiếp. Nó hỏi mình nếu kết thúc ngay bây giờ bạn có thể chọn lưu hoặc xóa video trực tiếp này rồi mình kết thúc. Thế thôi. Rồi xong. Thì cái bước kết thúc này bây giờ nó có hiện chữ xóa nè, mình không có xóa thôi. Mình thoát ra. Rồi, thì cái video này nó đang ở cái chế độ không công khai, tức là chế độ chỉ có một mình xem thôi. Rồi, mình sẽ vào mình xem lại cái trang của mình để coi có video đó không ha. Bây giờ mình xem nè. Em vào trên nội giải trí nè. Đúng không? Đây. Bây giờ các bác thấy có phải đúng là cái video nãy không? Đó, giờ mình xem lại đây được nè. Mở ra nè. Đó, mở lớn ra nè. Mở lớn, đó. Cái tiếng em đang nói nó thu lại đó. Cái tiếng ở trong cái laptop nó nhỏ 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 rồi. Đó, tức là mình xem lại chế độ này em khóa rồi thì không ai biết em like hết. Đó, rồi. Như vậy là các bác hiểu ha. Các bác hiểu về cái vấn đề này ha. Rồi. Thoát ra. Bây giờ thoát ra. Thoát cam cái thứ nào. Nói giờ nãy giờ em giải thích về là các bác hiểu được cái công thức chơi đó ha. Còn bên Zalo nó cũng tương tự như vậy ha. Bên Zalo nó cũng tương tự. Nói chung là nhưng mà Zalo thì ít có ai gọi bằng cái này lắm. Đó. Thì cái này mình chủ yếu là lên TikTok hay các thứ này, nào bán hàng hay gì đó, như là livestream hay làm nhạc hay gì đó thì anh em tùy cơ ứng biến ha. Rồi em nói rõ luôn là cái cắt tia này là không nằm trong bộ này ha. Cái cắt tia này là của em, là em xài tới 4 năm nay rồi ha. Để em khi nào tỉnh thoảng em có livestream cần gì đó thì em mới xài. Các bác cần cái này thì các bác vào Thế Giới Di Động, điện máy xanh hay gì đó thì mình sẽ thử mua riêng mình.
để mình bổ sung cho cái máy quay mình lên mình chơi ha. Còn cái này không nằm trong cái bộ ha, cái này là cái thiết bị rời ở ngoài, ai xài thì tự mua đó, chứ nó không nằm trong cái bộ của cái máy quay. À, cái này nó riêng biệt ha. Cái này của một cái hãng thứ ba là nó làm riêng biệt để bổ sung vào trong tất cả các hệ thống máy quay mà có cái đường HDMI. Rồi bây giờ đến lượt cái dây này. Dây này là gì? Dây này là cái dây để chép dữ liệu, chép dữ liệu vào trong PC. Rồi ở đây em hướng dẫn luôn ha. Thì khi mà cái máy quay này nè, khi mà mình quay á, thì ở trong này nó đang, hồi nãy em có quay một đoạn ở ngoài cửa bên kia, nó sẽ có lưu cái file ở trong này. Đây bây giờ mình mở lên cái mũi tên, tức là play á, mình mở ra dữ liệu, rồi mình bấm. Khi mình bấm thì bắt đầu bên này nó sẽ hiện ra màn hình này, đúng chưa? Rồi mình sẽ coi được cái phim này. Rồi, thì cái chế độ này mình xem là mình xem trên cái màn ảnh này. Mình xem tạm thời thôi. Nhưng mà bây giờ thí dụ như cái phim này mình muốn dựng lại, mình muốn dựng cái phim này lại trên laptop máy tính của mình, vọc vạch này nọ các bác học á, thì muốn làm sao, muốn chép nó qua PC mà đúng không? Giờ thì nó sẽ có hai cái công thức để chép. Thì bây giờ cái phim này đây phát ra, thì cái việc thứ nhất là đây, để em tắt cái này đi. Cái việc thứ nhất, cái laptop máy tính ở nhà các bác mà có cái đầu đọc thẻ, đầu đọc thẻ lời, hoặc là laptop có cái tính năng đọc thẻ sẵn luôn đó, thẻ SD ha, thì mình sẽ lấy trực tiếp mở cái disk này ra, đúng không? Nó lưu cái file ở trong thẻ, mình sẽ nhấn một phát mình lấy cái thẻ này ra. Rồi vừa nãy lúc đầu em quên nói ha, thẻ này thẻ 32GB ha. Cái máy này nó cũng lưu cho mình được 32GB, tức là nếu mình xài bằng bộ nhớ máy á, thì mình sẽ lưu được 32GB, mà thẻ ở ngoài cũng 32GB luôn ha, hỗ trợ thêm thẻ ngoài ha, thẻ zin. Rồi thì cái trường hợp mà khi mà mình muốn chép cái phim đó, như cái laptop này nó có cái đầu đọc thẻ nè, nó có cái chỗ nhét thẻ luôn. Rồi em sẽ nhét cái thẻ này ở dưới này của máy này, nhét vào đây luôn, đúng không? Rồi nó sẽ báo màn hình, đó, nó báo màn hình tức là nó đã nhận rồi. Rồi mình sẽ vào, mình sẽ mở ra. Rồi SD, bấm vào mở ra. Để em zoom lên tí ha, để cho các bác thấy nha. Đây, cái này là cái thẻ của nó nè. Cái thẻ mình nhét vô ha, mình nhét vô thì cái thẻ nó sẽ hiện đây. Mình đưa chuột nhấp vô ha. Rồi mở ra. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái file ở dưới ha. Nó có hai file, mình chọn cái file ở dưới. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái file ở trên ha. AVCHD ha, có cái chữ AVCHD, mình chọn một cái chữ ở trên. Rồi mình mở tiếp luôn. Rồi nó hiện ra đây, là một cuối cùng là có nè. Rồi mình vào cái chữ stream ha. Tức là cái chữ STREAM stream. Rồi mình mở nó ra. Đây cái file mà mình vừa mới quay lại trong máy quay đó. Nó nằm trong thẻ. Nó nằm trong thẻ thì bây giờ nó là cái này. Rồi. Các bác nhấp chuột vào thôi. Cho xanh lên. Rồi mình chọn vô cái mục copy. Đúng không? Rồi chọn vô mục copy. Phát ra. Rồi các bác muốn quăng nó đâu cũng được. Quăng giờ em quăng cho nó nhanh. Quăng là laptop ha, bát nè. À, có một bát. Rồi xong. Ở ngoài này nó có cái file sẵn rồi. Nó có cái file giống cái lui, nó hỏi mình cái đè chồng lên, rồi em đè chồng lên luôn. Rồi nó copy ra rồi đó. Rồi xong. Tức là hồi nãy vô tình trong máy này trước đây em làm á, nó có một cái file cái mã 000, thì bây giờ cái quay lần đầu tiên nó vào nó cũng có cái 00. Nó hỏi mình đè chồng luôn thì nó sẽ lay. Rồi bây giờ mình mở ra, tức là mình đã chép được vào máy rồi đó. Thì khi các bác có cái này, cái đèn nó bị tương phản á, cái đèn tương phản thì khi mình máy quay các bác thấy nó hơi bị mờ mờ, lo lá do cái tương phản ánh sáng. Đó, nó bị tương phản cái laptop này em để lại nè. Vậy các bác thấy không? Đó, thì cái công thức này là mình để mình chép bằng cái thẻ vào đây. Rồi, bây giờ phát ra ha. Bấm ngưng, phát. Rồi, cái file này em xóa luôn nha. Xóa luôn, để cho nó không bị trùng. Rồi, xóa file trên cái desktop này rồi. Rồi, bây giờ rút cái thẻ ra. Để đăng xuất cái thẻ ra chứ. Rồi, nó báo đăng xuất rồi. Rồi, giờ mình rút thẻ ra. Thầy em kỹ em làm gì để cho nó không có bị lỗi thẻ. Rồi, giờ mình rút cái thẻ ra rồi. Đó, mình rút cái thẻ ra. Rồi, nhảy cái dòng về đi. Đó, rút cái thẻ ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái thẻ vô lại trong cái máy này. Đó, bỏ lại cái thẻ vô máy này. Em chỉ cho tới nơi tới chốn luôn ha. Rồi, bấm thẻ vô. Bấm vô, rồi xong. Bây giờ mình kiểm tra, mình mở ra. Rồi, mình mở ra. Rồi, nó mở màn hình lên rồi. Rồi, khi nó mở màn hình lên rồi thì mình bấm vô cái play này, mình xem coi cái phim nó còn không, hay nó lỗi gì không. Đó, mình coi. Rồi, vẫn còn ha. Rồi, bây giờ cái phim này nó đang có trong này rồi ha. Rồi,
Bây giờ mình lắp ra bình thường, màn hình mình vẫn để mở nha. Rồi mình sẽ mở cái nắp này ra. Bây giờ bắt đầu mình chép bằng cáp nè. Mở nắp này ra. Thí dụ như ở nhà laptop hay máy tính bàn của các bác là nó không có cái đồ đọc thẻ này, nó không có cái tính năng đọc thẻ thì mình phải chép bằng cáp đó. Rồi, đây cái cáp này, đúng chưa? Thì một đầu nó là USB, một đầu nó là cái cổng Type C của USB. Rồi mình sẽ cắm cái cổng Type C nhỏ này vào trong cái máy quay này. Đây, cổng nó nằm ở đây ha. À, cổng nè. Cạnh lớn cạnh nhỏ làm cho đúng nha. Rồi mình cắm vô. Xong. Như vậy là nó sẽ ghi vào đây nè. Đúng chưa? Sau khi mình cắm cái cáp này vô rồi, mình đầu còn lại USB mình sẽ cắm vào trong cái PC ha. Rồi khi mình cắm vào PC thì bên này nó sẽ chuyển đổi ha. Nó kêu tan tan ở bên máy tính. Và bên này nó sẽ chuyển đổi ha. Đó, bên này nó sẽ chuyển đổi trên màn hình. Thấy không? Các bác thấy không? Nó có 4 cái ô đó. 4 ô chữ ha. Rồi, ở đây nó hỏi mình nè. Tức là mình chọn cái nào? Mình chọn cái nào để cho máy tính này nó thấy? Rồi mình chọn thẻ mà đúng không? Rồi mình chọn thẻ thì mình chọn vô cái mục USB ha. Rồi. Ở bên này nó có cái hình răng cưa giống như con sâu á, thì cái đó là bộ nhớ trong của máy ha. Ở đây là mình quay phim mình lưu bên cái thẻ thì mình sẽ chọn bên cạc ha. Nó có cái hình cái cạc này, tức là cái thẻ nhớ USB thẻ nhớ. Rồi mình sẽ bấm vô chọn vô. Rồi mình bấm chọn vô thì tức là nó đã báo dữ liệu qua bên máy tính, nó hiện lên. Rồi mình bỏ cái máy quay này xuống, đừng bận tâm nó nữa. Tức là đường kết nối mình đã kết nối nó rồi. Bây giờ mình sử dụng con chuột, mình sẽ mở PC này lên. Rồi mình mở PC lên thì bây giờ nó đã đọc rồi nè, nó đọc cái USB. Em zoom lên nha để mình cho thấy nha. Đây nó cho mình thấy cái USB này. Rồi mình nhấp chuột cho thôi, y chang như nãy. Rồi mình lại chọn cái mục ở dưới ha, dòng ở dưới ha. Rồi mình qua cái cửa sổ này mình lại chọn dòng ở trên ha. Rồi, dòng ở trên là gì? Tức là mình sẽ chọn vô cái file nào nó có cái chữ AVC HD ha. AVC HD mình sẽ chọn cái file AVC HD tại folder đó, để nó chứa cái file này. Rồi tiếp tục mình mở nó ra. Rồi mình xuống cái chữ stream nè. Mở ra đây cái file của nó nằm trong này. Thế thôi. Giờ mình sẽ copy, tức là cái copy này mình copy bằng cáp á. Rồi mình xuống cái mục copy nè. Copy thôi. Mình up này xuống. Rồi mình quăng nó ra đây, mình bắt nó ra đây. Rồi nó chạy nè. Vậy là em hướng dẫn như thế này là anh em nhìn vô hiểu đúng không? Đây là cách thứ hai ha. Cách thứ hai là mình chép cái file dữ liệu mà mình quay được bên cái máy quay này, mình chép nó vào trong cái PC này của mình bằng cái đường cáp. Bởi vì thấy chơi công nghệ nó rắc rối không? Bây giờ em nói là tại sao là chơi là phải học, là không học sẽ không biết đâu. Nó đòi hỏi là cả một quá trình đó chứ không phải đơn giản như các bác nghĩ đâu. Rồi bây giờ cái file nó nằm ở đây rồi đúng không? Thì bây giờ các bác có quyền edit nó. Mình muốn làm bất cứ cái gì của nó ở trên những cái phần mềm trên cái PC này, đúng không? Đó, em nói ra cái chỗ này là các bác hiểu rồi đúng không? Đó, giờ tôi nè. Tức là cái file này mình đã có rồi thì bây giờ nó ra cái máy tính này mình mới dựng phim mà dựng ảnh, mình muốn chèn cái gì chèn vào thì theo cái công thức của các bác mới làm được. Còn nó nằm ở bên cái máy quay này thì mình không làm gì được. Rồi giờ mình có qua cái máy này là xong rồi. Rồi. Như vậy là em đã chỉ hết rồi các đường ha. Rồi. Bây giờ trở lại bên cái máy quay. Thì cho bên máy quay khi mà mình kết nối cáp mà chép vào cái PC á, khi mà mình không làm nữa đó. Thật ra cái việc mà mình rút hỗn cái dây này ra cũng được, cũng không sao. À, cái chỗ này nó hơi tế nhị một chút. Tức là một số anh em vội vàng đôi khi làm thì cũng rút ào ào, thì tự động cái máy này nó cũng reset rồi nó làm vậy thôi. Nhưng mà cái tính em cẩn thận á, thì em muốn là lấy cho nó một cách an toàn. Đây, ở trên này có cái chữ N nè, là cái chữ hết, kết thúc ha. Mình không làm cái phiên này nữa. Tức là cái phiên này mình tạm thời mình stop, mình không làm nữa. Ngưng. Thì bấm vô cái chữ này cho em. Rồi, đúng chưa? Nó hiện Z no, mình Z nó cái nữa. Rồi xong. Tức là mình lock nó, lock theo kiểu an toàn á. Bởi vậy một số anh em đôi khi mà cứ nói xài thẻ điện thoại với lại ổ cứng thẻ nhớ này nọ, đôi khi hay bị lỗi là do như vậy. Tức là mình rút hỗn. Em dùng cái từ hỗn á. Cái từ hỗn tức là mình ở đây hỗn không phải là hỗn láo, không phải là hỗn sự. Tức là mình làm cái việc làm của mình rút nó đột ngột. Mình làm một cái cấp nó quá đột ngột thì nó tạo ra ở trong này, nó có trong khi mà giao diện nó đang làm việc, tức là nó đang tiết mạch, các cực đang tiết mạch của nó, vô tình mình làm một cái đột ngột. Bởi vậy thẻ nhớ một số anh em đôi khi dùng máy quay rồi điện thoại thứ, nói nãy ơi sao tụi em giờ
cái file mình mở không được, tức là cái thẻ của mình nó bị phân mảnh. Các bác không hiểu phân mảnh gì thì mình tìm hiểu thêm ở trên Google ha. Thì phân mảnh tức là nó làm cho cái thẻ mình nó bị lỗi. Thì khi phân mảnh thì mình phải dùng các phần mềm hoặc là nhờ những cao thủ thì bắt đầu mới cứu dữ liệu được. Đó thì nó rất phức tạp, thì mình chịu khó mình làm các bước như vậy để cho gì, cái máy mình nó an toàn, nó vừa an toàn cái file của mình chép ra, nó vừa an toàn cái máy mình, an toàn cái thẻ mình không bị lỗi. Thì là các bác hiểu đúng không? Em giải thích thì hiểu đúng không? Tức là mình tắt bằng lệnh trước, sau khi cái lệnh nó ok chấp nhận cho mình rồi thì mình mới rút dây nha. Lúc đó mình rút dây thì cái máy mình nó an toàn, các bác xài nó mới bền được. Bởi vậy mới có câu gọi là của bền tại người á. Cái của bền là dành cho những cái người, người ta hiểu biết, cái sự hiểu của người ta rộng, người ta làm được, người ta giữ được. Người ta xài đôi khi á, chục năm, 20 năm không hư, nhưng mà cái người không biết xài chừng năm, có khi năm, chưa đến năm mà nó đã tèo rồi, nó hư rồi. Thì đó là do cái quá trình mình xài thôi, chứ không đổ lỗi cho máy được. Đó là như vậy. Rồi, như vậy là kết thúc cái video này, là em chỉ hướng dẫn thôi. Còn cái này thì dễ lắm. Cái này chả cần phải chép gì hết, giống như là cái đường HDMI á. TV nào mà các bác mà có cổng vàng trắng đỏ, tại TV này nó không có. Mà TV này bây giờ có cũng không xài được, tại vì nó hư thì chưa có sửa. Nó chả biết nó lỗi cái gì nữa, bây giờ mở nó không có lên đài lên hình gì luôn. Bỏ hởm ràng không tất. Rồi, thì cái cổng này là nãy em có chỉ ban đầu rồi ha. Mình cắm vô TV nào mà có ba cái chân này liền nhau á. Vàng là hình ảnh, còn trắng đỏ là âm thanh ha. Hai file, tức là CT ha. Kênh trái kênh phải, còn cái vàng là nó truyền hình ảnh. Tức là mình cắm vô cái cổng ở bên cái máy quay này thì nó sẽ xuất ra cho mình hình ảnh và tiếng ra cái tivi luôn, mình coi luôn đó. Còn cái thứ hai là mình đi cái cáp HDMI ha, cáp HDMI rồi vào trong máy tính thì mình cũng coi được, cũng có tiếng luôn, với điều kiện bên cái màn hình của mình mà có loa là nó, tại vì đường HDMI là nó có đường có tiếng luôn nha. À, các bạn hiểu cho nó, đường HDMI là đường có tiếng luôn. Ở trên video này cái mục đích bán chỉ là tượng trưng vui thôi, còn chủ yếu là chỉ về kỹ thuật. Rồi ở trong cái máy quay này nó còn nhiều tính năng lắm ha, anh em về search ở trên Google để mình coi các cái công thức nó hướng dẫn kỹ trên cái máy quay này, nó rất nhiều ha. Đó, nó rất nhiều cái chi tiết. Rồi em nói sơ qua để cho anh em hiểu nha. Có cái chữ menu nè. Đó. Có bác thấy đúng không? Nó có cái chữ menu, mình bấm vô màn hình cái nó hiện chữ menu, mình bấm vô menu một cái. Nó hiện rất là nhiều chữ ha, nhiều cái sẵn ha. Đây mình chọn vô cái show nè. Show order tức là nó sẽ hiện lên tất cả các mục này nọ cho mình ha. Mình sẽ chọn. Thấy không? Có hàng trăm mục ở trong này. Các bác chịu khó tra tiếng Anh ha. Còn thông thường á thì những cái mà em cần biết á chỉ là khi mà mình ở bên hông này nó có cái nút reset nè, nó có cái nút nhỏ reset nè, nó có nút reset, mình lấy cái tâm cái gì nhỏ mình nhấn vô một cái thì nó tự động nó reset lại hết máy á, còn mình phải cài lại, mình phải cài giờ ngày tháng lại ha. Đó, cho mình chắc bắt chịu khó bọc vô nên rất là nhiều ha. Đó, ở đây mình bấm nè, mình sẽ bấm thì nó sẽ chạy cái màn hình này. Đó, nó chạy đâu. Đó, thì mình sẽ coi từng mục để mình biết chỉnh cái gì, cân cái gì ha, làm cái gì ha. Đó. Ở đây chủ yếu là mình xuống cái mục thẻ. Đó, mình sẽ chọn cái mục thẻ, em sẽ chọn mục thẻ em chỉ thôi. Đâu? Đây. Cái mục thẻ tức là media setting nè. Rồi mình chọn vô cái media setting này coi nó nói cái gì. Đây. Bây giờ một bên nó ghi photo media, photo là hình ảnh ha. Một bên là movie là phim. Thì bây giờ nếu mình muốn lưu cái phim này, mình muốn lưu cái hình ảnh mình chụp á, lưu ở đâu, lưu thẻ hay lưu bộ nhớ máy, mình bấm vô cái này nó sẽ hiện lên. Ở bên này là memory intel in rồi vào, tức là bộ nhớ ở bên trong, tức là bộ nhớ bên trong của cái máy này. Còn cái này là memory card, tức là bộ nhớ của cái card, tức là card là thẻ ha. Rồi cái hình ảnh này mình sẽ lưu bên thẻ, em sẽ chọn bên thẻ. Rồi mình dắt năm cái, rồi xong nó làm việc rồi, rồi xong nó báo xong rồi nè. Ok, mình thoát ra. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình lại vào cái menu tiếp, tức là mình đã lưu hình ảnh rồi ha. Bây giờ mình lưu phim ha, mình lưu ở đâu? Mình lại chọn vô cái show order này dưới cùng. Giờ mình sẽ chọn đến cái mục tròn tròn ở dưới này nè, nó có cái đĩa đó. Đó, mình bấm xuống dưới này. Mình chọn ở cái mục này. Tìm lại cái chữ media setting. Rồi có cái chữ media setting nè, mình bấm vô media setting. Rồi cái movie nè, movie là phim nè. Rồi mình chọn movie. Rồi nó lại hiện ra cái intel bộ nhớ trong và bộ nhớ thẻ. Mình lại chọn cái thẻ, tức là mình sẽ chọn video mình lưu bên thẻ. Thế thôi, mình dắt. Nó tự làm việc, nó tự save lại. Rồi xong. Rồi như vậy là hiểu đúng không? Tức là cái đường mà mình quay và chụp hình nó đều lưu bên thẻ hết. Khi nào mình cần mình rút thẻ ra mình chép cho nó nhanh, nó dễ. Vô lại nè. Vô lại cái order này. Đó. Rồi xuống này mình chọn. Nhà
Đây nó hiện cái vàng vàng là quay nè. Order Red. Order Red Set tức là cái cài đặt khác ha. Mình vào cái cài đặt khác để xem. Cái digital này là dòng kỹ thuật số. Cái này là dòng kỹ thuật số 160 vậy. Còn mình muốn tắt dòng số thì mình tắt cái này, ở đây nó cài sẵn rồi. Rồi mình tua ra. Rồi mình tua ra. Rồi mình vào cái chữ audio đây 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 này, bây giờ thấy rồi nè, chữ audio. Audio tiếng reset tức là nó cho mình chế độ cài đặt ở cái micro như thế nào. Mình sẽ chọn ở cái mục reset audio này ha. Rồi. Đây. Cái mục bên này tức là cái mục nó ghi nè, zoom mic. Tức là những cái hình ảnh nào mình ở xa, người ta đứng ở xa mình zoom lại thì cái mic này nó cũng zoom theo ha, nó thu lại ha, nó thu lại gần. Ở đây mình chọn. Chọn vô. Rồi mình chọn on, mình chọn ok. Rồi. Như vậy là nó đã lưu rồi nè. Thì khi mình zoom á thì nó sẽ lưu luôn cả cái tiếng mà mình thu ở xa lại luôn. Rồi, đơn giản thế thôi. Vậy là các bác hiểu đúng không? Như vậy là các bác thấy một cái quá trình chỉ nó có công phu đó không? Em nói thật nha, cái máy này á, nếu mà kêu mà để mà em chỉ từng phần đó, hàng trăm cái mục này không biết chỉ bao nhiêu tiếng đồng hồ để nó hết được. Thành ra là anh em nào đã xác định chơi nó thì mình phải xác định cái tư tưởng, mình phải tự tìm hiểu không? Chứ còn bảo mà gọi điện cho em, ông Hải ơi, anh Hải ơi, anh chỉ giúp chúng tôi, là em không có thời gian. Để em nói thẳng luôn, đánh bài ngửa nói rõ luôn. Đồng ý chơi không đồng ý là mình never, gạt nó qua một bên, không bận tâm nó. Còn đã xác định chơi là mình xác định phải vào. Chứ còn bây giờ cứ hàng trăm mục này, bây giờ em còn bao nhiêu việc nữa, không lẽ đến lúc đó các bác gọi điện coi ông Hải ơi, ở cái mục số 8 dòng bao nhiêu, làm sao em nhớ được, nhìn em còn nhớ chứ. Mà không lẽ bây giờ gọi Zalo chỉ anh hai anh chị, là em không có giải quyết được việc đó nha. Tức là em chỉ những cái thông số chung, những cái công thức quan trọng kết nối như thế nào thôi. Còn vào cái chi tiết nhỏ các bác phải tự vào. Tức là mình phải tự tìm hiểu xem có cái công thức chơi trong cái máy này có gì. Cái thằng kỹ sư của đầu bên Nhật của nó, cái đầu nó giống một khối chất xám đó, nó chứa trong này nhiều thứ lắm. Không thể nào tả hết trong vòng một tiếng đồng hồ mà nó bao nhiêu thứ trong này được. Thì các bác về nhà mày mò thêm ha. Phải tìm hiểu thêm. Chơi. Còn nếu mình cảm thấy là mình mệt mỏi, mình không thích vọc nó thì mình đừng có can thiệp vào. Còn nếu mà mình thích đã thích chơi rồi hãy tự vọc nó. Rồi, em nói đơn giản thôi. Đôi khi lời nói ngay thì nó hơi bị mất lòng. Những người mà dễ bị phật ý á, thì dễ bị mất lòng. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi á, mình hiểu ông cái ý ông Hải ông nói gì rồi á, thì mình sẽ chơi mình sẽ giỏi hơn. Anh em nào hiểu ra rồi thì sẽ thấy cái hay của nó. Mình tự học, nghiên cứu ông Hải nói đúng. Mình đã nghiên cứu 5 tháng này, bây giờ mình đã tiến thân hơn. Đó, những lúc rảnh đúng không? Tuổi già rồi đúng không? Ở cái tuổi mà 40 mấy 50 ngoài rồi, những lúc rảnh á, chỉ khó học đi. Bây giờ trên mạng nó dễ lắm. Mình cứ coi cái thằng Google á, trên mạng của mình nó giống như ông thầy của mình á. Đâu cần phải đi đâu. Hồi xưa phải đến trường đúng không? Bây giờ các bác buổi tối nhà nó mở laptop lên, mở TV lên, mở điện thoại lên. Mình vào mấy cái trang, nó có nhiều cái trang bây giờ nó dạy miễn phí đó. Mình vào mình học, có online sẵn hết trơn rồi. Quan trọng các bác có chịu khó tìm tòi học hay không thôi. Đúng không? Chịu khó tìm tòi học được thì mình sẽ thành công thôi. Rồi, ok. Em kính chào tất cả các bác, các anh chị mình làm sao?